Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Stone. Thì hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho mọi người là những cái bộ sản phẩm của Tone. Thì bộ này thì lâu lắm rồi mới về hàng, và tất nhiên là mọi người cũng sẽ là phải săn được cái mức giá rất là tốt của Stone so với giá ngoài thị trường. Mã hàng của bộ này các bác có thể search giúp em là mã hàng là Tone BRS-20, có nhé, Tone BRS-20. Bộ này nó tổng thể gồm những gì và tại sao anh em gọi là rất là thích thú với cái bộ này, thì em có thể là giới thiệu chi tiết cho mọi người nhé. Và mặt sau của nó sẽ là gồm những cái mũi vít như nào thì sẽ để mua cho mọi người sau. Còn về cái thân sản phẩm, khi mà mở cái vỏ hộp ra, mở cái hộp ra thì các bác có thể nhìn thấy rõ luôn cái hộp, Tone này. Và thứ hai, nó sẽ có một cái quai cài để các bác có thể là sử dụng nếu mà các bác có thích đeo hông hay đeo vào túi áo trước ngực hay gì đều có thể đeo luôn. Ok mọi người, khi mở hộp ra các bác có thể là mở cái này ra giúp em. Và một bộ đây, nó tổng thể nó sẽ gồm là 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 20 này, 22 chi tiết cho một cái bộ như này, và cả một cái hộp đựng nhựa bên ngoài nữa. Một bộ như này thì nó sẽ gồm cái đắt giá nhất ở đây thì em muốn nói thì nó sẽ là cái cần như này, cần tự động. Và tất nhiên là cần tự động này là cái cần tự động 1/4, tức là cần tự động mà anh em có thể là gắn đầu khẩu 1/4 này, gắn cái đầu mũi vít 6.35 vào đây đều được các bác nhá. Và tất nhiên nó là rất là chỉn chu, từ cái cần gạt này nó có dập cái thương hiệu của Tone ở trên này, nếu bác nào nhìn kỹ dập thương hiệu Tone này, và gear hex này 1/4 này, và nó làm có cái gạt đảo chiều như này thôi, và nó làm cực kỳ chỉn chu các bác nhá. Và đây là mặt sau, và dòng này thì nó sẽ là dòng BR20X của Tone. Nói chung nó làm rất là chỉn chu, và cái cây này nó chỉ nhỏ trong cái lòng bàn tay thôi, nhưng mà để các bạn thấy là càng những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như này thì cái độ hoàn thiện của nó lại càng phải đạt được cái đến cái mức độ cao, để khi mà các bác về dùng thì các bác cầm trên tay nó phải ưng ý luôn. Và thứ hai, nó sẽ là một cái đầu nối dài như này, đầu nối dài như này, mục đích để khi mà cái đầu nối dài này các bác có thể là sử dụng với mũi vít đều được. Thông thường thì nếu mà cái không gian cần chật hẹp thì các bác sử dụng cái này, sau đó kết nối với đầu tuýp luôn, đầu những đầu ốc luôn. Nhưng mà nếu mà các bác muốn nối dài thì anh em chỉ cần ấn vào như thế này vào phát là ok, và anh em có thể sử dụng được. Và các bác nghe tiếng bánh tăng tốc này, tiếng bánh tăng tốc này có nhá, nghe tiếng để cảm nhận là xem nó có ngon nhẹ, xem nó có khác biệt so với những cây ngoài thị trường không có nhá, ok chưa. Và cái đầu nối dài này nó đặc biệt là một cái là các bác nhìn thấy là nó sẽ lại có cái vít, nó có cái này đây, thì mục đích đây là nó sẽ là cái phần này, nó sẽ là cái phần mà từ tính nó tự động nhé, từ tính tự động, tức là khi các bác bỏ mũi vít vào đây là từ tính tự động nó sẽ hút lại cái mũi vít. Ai em sẽ demo trực tiếp, người ta gọi là thay vì nói nhiều thì demo trực tiếp cho mọi người luôn, nó sẽ hút và tự động cái này, phần này nó sẽ đẩy lên này. Đây em sẽ demo trực tiếp cho mọi người này. Đấy, các bác thấy không, tự động cái phần này nó sẽ đẩy lên, và khi mà các bác muốn rời ra thì các bác lại lấy tay kéo cái này phần này xuống thì tự động sẽ lấy được mũi vít lên. Đây, em sẽ demo trực tiếp lại cho mọi người một lần nữa đây. Thì cái đầu đây nó đang ở phần dưới này, thì nó sẽ đẩy lên một chút lên trên này. Đấy, ok chưa? Tức là khi mà mọi người muốn ấy thì tự động nó sẽ đẩy lên, và đẩy lên như này thì nó sẽ hút cái mũi vít như này rất là chắc chắn. Và tất nhiên rồi, anh em rút ra thì phải rút được rất là mạnh mới rút được ra anh nhá. Ok chưa? Và với một cái tay nối dài như này, đây là cái kết thúc là khi mà anh em có muốn là không gian nó vừa sâu và nó vừa hẹp thì anh em sử dụng như này. Sau đó anh em chỉ cần ấn như này ra, đẩy này ra là ok. Còn nếu mà thông thường khi các bác sử dụng ấy, thì các bác có thể là nối như thế này luôn để cho nó ngắn này. Các bác chỉ cần ấn như này vào đúng cái khớp kiểu như này được, đúng cái khớp mà cái khớp nó chia như này, anh em chỉ cần ấn vào như này là ok, là anh em đã có thể là sử dụng với cây tô vít của mình với cái mục đích là không gian chật hẹp được thì anh em có thể dùng bộ này như này rồi. Ok chưa mọi người, rất là đơn giản. Và nếu mà khi mà không sử dụng, các bác muốn dùng xong rồi các bác vui lòng là lấy tay các bác ấn như này giúp em này, các bác hơi ấn xuống dưới này thì các bác sẽ lấy được ra, nó sẽ dễ dàng hơn các bác nhé. Chứ còn nếu mà các bác cứ cố tình mà các bác lấy như này thì nó sẽ rất là trơn và nó rất là trượt, nó rất là khó lấy. Nhưng các bác sẽ hơi ấn xuống như này này, hơi ấn vào đây, hơi ấn vào cái phần này chút xíu là các bác sẽ đẩy ra được, nó dễ dàng hơn và nó nhẹ nhàng hơn các bác nhé. Đấy là cái thứ hai, hay là thứ hai. Và cái đầu mũi vít của nó thì đi kèm thì nó sẽ có rất là nhiều tùy chọn đầu mũi vít, tức là các bác vừa có thể gắn theo kiểu là phổ thông, tức là gắn theo kiểu hai cạnh phổ thông như này thì sẽ gồm 5.5 ly này, 6 ly và 8 ly. Phổ thông tiếp theo là bốn cạnh là hai cái đầu PS1 này, hai cái đầu PS2 này, hai cái đầu PS3 này, đầu lục giác là đầu 4 này, đầu 5 này, đầu 6 và đầu 8 này, rồi đầu hoa thị đây thì sẽ có lỗ luôn, tức là cái hoa thị loại đặc biệt nhất rồi, là từ T15 này, T20, T25, T27, T30 và T40. Và kèm nữa ở đây thì nó sẽ là một cái đầu chuyển để các bác có thể là sử dụng gắn với khẩu 1/4 inch.
Vì vậy nên là với cái bộ như này thì các bác có thể là kết hợp, nếu mà có sẵn thêm khổng tự hình thì các bác có thể kết hợp luôn. Và tất nhiên rồi, những cái bộ như thế này thì sẽ cho giúp cho mọi người sử dụng cái tần suất nhiều, tần suất cao và độ bền bỉ nó rất là nhiều nhá. Đấy, một bộ như này mã hàng của nó sẽ là BRS-20 và khi mọi người nhận hàng thì sẽ là một cái hộp như này. Nó gồm cả hộp đựng, cả khung bao bên ngoài để đến khi tay mọi người không có vấn đề gì lo lắng về cái hàng nó bị sự sát hay vấn đề gì cả. Và ngoài ra nữa thì hãng họ cũng là demo cho mọi người là những size mũi vít như ở trên này rồi. PS1, PS2, PS3 này, hai mũi trên ấy này. 0.8x5.5 này, 1.0x6 này, 1.2x8 này, 4.5x6.8 này, 15, 20, 25, 27, 30, 40 là những dòng là có lỗ này, rồi là đầu nối dài này, đầu vít 1/4 inch này, tổng trọng lượng là bao nhiêu này, và khi mọi người sử dụng thì nó như nào, và họ làm để rất chỉ demo rất là chỉ chu nhá. Và giá tiền cái bộ này thì hiện tại ngoài thị trường đang bán với giá mức giá là 900-950.000 một bộ, nhưng mà giá tại Headstone thì nếu mà bác nào lấy thì sẽ khuyến mại cho bác giá sẽ còn là 650.000 một bộ cho bộ đầu tiên, còn sau cái bộ đầu tiên thì giá sẽ là 800.000 các bác nhé, sau cái bộ đầu tiên thì giá sẽ là 800.000. Ok chưa mọi người, nếu mà anh em nào có cần trải nghiệm những cái bộ này thì có thể liên hệ ngay một trong hai số hotline ở Headstone ở góc dưới phần màn hình ở phía này này, thì để bên em có thể hỗ trợ cho mọi người nhá. Còn bây giờ video cũng khá là dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Chào tạm biệt mọi người nhá.